mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vỗ về năm tháng đời cô, tình ai như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa rất dịu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kia. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con, miên man miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con. Em
phân trắng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặn hồ. Lời ru mơn mắng im như sáo diều giờ giờ. Nắng mưa dâng chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Vâng, thưa tất cả quý vị, tiết mục vừa rồi giáo xứ Tân Phước đã họa lại tất cả hình ảnh các gia đình trong xã hội của chúng ta. Gia đình của những em bé còn đang khóc, gia đình của những em bé lớn hơn đi chăn trâu thả diều, rồi gia đình của những em thiếu nhi, những em học sinh, gia đình của các tu sĩ, gia đình của những người thành đạt trong xã hội. Và cho dù con cái của họ có là gì đi chăng nữa, thì khi quay trở về mái ấm gia đình, họ cũng là những người con thân thương trong ánh mắt của cha mẹ.
Vì vậy mà chúng ta nhận thấy rằng hình ảnh của linh mục tu sĩ ở đây khi trở về mái ấm gia đình cũng mãi là những người con hết sức là nhỏ bé dễ thương đối với cha mẹ của mình. Xin cảm ơn các gia đình của giáo xứ Tân Phước.